Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đó là không để thí sinh nào vì khó khăn về kinh tế hay đi lại mà phải bỏ thi. Thực hiện chỉ đạo trên, Hội khuyến học các huyện, thị, thành phố đã phối hợp cùng các trường rà soát số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kịp thời cho các em trước khi kỳ thi diễn ra. Để động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, những ngày qua, đại diện Hội khuyến học quận Vĩnh Lợi cùng các ban ngành đoàn thể huyện đã tổ chức đến nhà thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các em. Việc đến từng nhà để trao tiền hỗ trợ cho các em đã giúp các cán bộ làm công tác hỗ trợ trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn mà các em gặp phải trong những ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Từ đó, lên phương án hỗ trợ phù hợp cho từng cá nhân các em trong những ngày thi như phương tiện đi lại, cơm trưa giá rẻ, chỗ nghỉ ngơi gần điểm thi. Vừa qua khảo sát thì toàn huyện có 37 em, trong đó có 4 em hộ nghèo, còn lại là hộ cận nghèo và khó khăn. Cái phần tiền hỗ trợ đó thì xuất từ cái nguồn kinh phí của Hội khuyến học của huyện, và cái số tiền thì đối với hộ các em thuộc hộ nghèo đó thì 500 trên một em, còn hộ cận nghèo và khó khăn thì 300 trên một em. Hội khuyến học của huyện Vĩnh Lợi luôn luôn lúc nào cũng theo sát tất cả các em học ở trong toàn huyện. Cho nên cái năm nay thì được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện đến thăm và để động viên các em, hỗ trợ các em một số tiền để cho em gọi là cái lộ phí, cũng để nhằm mục đích là động viên, khuyến khích các em để các em được yên tâm trong cái đợt thi này. Không phải thì thi này xong, nhưng mà khi các em học đại học thì nếu có xuất sắc, hội quyền đoàn vẫn theo dõi các em rồi cũng báo về cho hội khuyến học để mà có thưởng. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, huyện Vĩnh Lợi có nhiều trường hợp thí sinh đều thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các em đều là những học sinh có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập, có hạnh kiểm tốt và học lực từ trung bình khá trở lên. Những hành động quan tâm, những lời động viên tinh thần, những khoản vật chất tuy nhỏ nhưng đã kịp thời đến với các em học sinh trước kỳ thi. Đó là động lực để các em vững lòng, quyết tâm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, hoàn thành thật tốt kỳ thi sắp tới. Trước hết là em cảm ơn các cô chú của Hội khuyến học đã tài trợ cho em một suất học bổng để em cố gắng hơn trong con đường học tập. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt cái kỳ thi lần này. Con xin cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ con một số tiền để con có động lực để con trải qua kỳ thi. Kỳ thi này thật là tốt. Dạ, nguyện vọng của con là sẽ thi vào trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Bạc Liêu, và con thi đăng ký vào cái ngành là kế toán. Dạ, con tự tin nắm chắc khoảng trên 60%. Với sự chuẩn bị chu đáo, các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đặc biệt là có phương án quan tâm hỗ trợ học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn trước kỳ thi, ngành giáo dục Bạc Liêu đặt mục tiêu giữ vững chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19.